Hello, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chú mèo hoang Phi Lu Ký. Ok, thì ở trong tập trước chúng ta đã vô tình bắt gặp phải cái làng này. Và người dân đã bảo mình là có một người từ thế giới bên ngoài đang sinh sống tại đây, có tên là Momo. Thì người đó đang sống ở trong cái tòa nhà có tấm bảng màu cam kia kìa. Thì chúng ta cần phải tìm cách để mà lên chỗ đó. Làm thế nào nhỉ? Hay là mình đi từ hướng này đi? Không biết được hay không nha, mình thử thôi nha. Có hộp thức ăn cho mèo nè. Hình như lên được mọi người ạ. What? Lên được này. Ê, cái kẻ thích phá đám kìa kìa mọi người. Đó chính là cái tên thích phá đám mà thích quăng sơn vào nóc nhà người ta. Tụi nó còn có đồng bọn đi theo phá đám nữa hả? What? À không, hình như đây không phải là kẻ phá đám. Đây chính là cái nhà của cái ông mà cằn nhằn từ tập trước đó mọi người. Chắc những người này đang phụ giúp ông ta dọn dẹp cái đống hỗn độn trên đó đó. Rồi ok, lên thôi. Mình nghĩ là mình sẽ lên được. Ok luôn. Wow, hello. Nhưng mà chúng ta gần tới nơi rồi mọi người. Chúng ta gần tới nơi rồi. Gần tới nơi chưa ta? Ủa, đây nè. Chính là chỗ này này sao nè? Có một cái thang máy xô. Wow, làm thế nào để mà cho nó đi xuống đây và đưa mình lên ta? Mình không biết cái được hay không nữa. Cái gì đây? Vãi, có ông nội đang ngủ trên đây nè. Trời ơi. Ok. Hình như đây không phải là bầu trời mọi người ạ. Không biết là mình có đang ở trái đất hay không ta? Sao ngộ thế nhỉ? Và thằng này nó nói đây chính là những cái bóng đèn thôi chứ không phải là bầu trời thiệt. Dễ thương như kìa mọi người. Rồi, được rồi, đứng dậy coi. Ok, mình thấy đường đi rồi mọi người ơi. Mình đây. Let's go. Vào được rồi. Ủa nhưng mà có xuất kỳ vậy? À không, 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 mình có thể vào đây mà. Đấy, ok. Có phải Momo không? Không phải. Phải không? Mình nghĩ Momo chính là cái ông già. Hay là người máy? Đó là Momo hả? Phải không vậy? Phải không, phải không? Đó chính là Momo mọi người ạ. Ủa, mình tưởng đâu người đến từ thế giới bên ngoài phải là một con người bình thường chứ không phải là kiểu dạng robot gì vậy. Giờ sao ta? Ơi. À thì ra đám người từ thế giới bên ngoài đã vào đây á. Ông ta chỉ có những người đó là bầu bạn thôi, nhưng mà bây giờ ông ta để cho những người đó đi mất tiêu rồi. Nên là ông ta bây giờ đang ở một mình, khá là buồn chán. Muốn gì hả? Rồi mình sẽ cho ông ta xem một thứ. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa vậy hả? Ồ phải. Nghĩa là những người kia thực ra không phải là đã thoát ra được mà người ta đã đi tới chỗ nào đó cũng không rõ luôn. Chưa hẳn là người ta thoát ra ngoài thế giới bên ngoài nha. Có thể là người ta đã bị cái gì đó đi vào chỗ nào đó mà cũng không rõ luôn. Sổ tay của Momo. Ok, Momo và còn ba người khác nữa mọi người. Đó chính là những người trong cái hình trên đây nè. Ok, chúng ta cần phải tìm những cuốn sổ tay khác của những người kia. Còn cuốn này là cuốn của ổng á. Ở đây có khá là nhiều thứ nha. Cái này cái gì đây? Outsider. Ok, bây giờ con mèo này sẽ quậy phá khắp nhà của ông này luôn. Có gì không? Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì? Cho đưa xem, cho đưa xem. Ê, 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 ê. Thì ra nó không có thấy đường nên đi lạng 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 xả hết trơn này. Gỡ ra đi, gỡ ra đi, gỡ ra. Gỡ ra. Ok. Thì ra tụi này cũng đang nghiên cứu về trái đất luôn hả? Mình cũng không rõ tụi này có đang sống trên trái đất hay không đó ta. Thì ra là cái thành phố này được giấu kín trong một cái chỗ nào đó mọi người ạ. Nó được bao bọc bởi cái thứ gì đó chứ không phải là đang ở ngoài đâu đâu. Thế là đang ở đâu nhỉ? Cái tivi không hoạt động này nên mình có nên giúp ổng không ta? Đây chính là ông ta và những người bạn nè. Mình không biết ông ta có phải là người già hay không nên mình cứ gọi là ông ta. Cái gì đây? Ủa ký ức gì đây? Con bò. What, con bò kìa. Ôi trò chơi điện tử à? Quỳ quá. Con robot này có chơi game. Mình không biết nó có phải là robot hay không. Mình không biết lúc trước nó có phải là robot không hay là một con người đã được truyền ký ức vào một trong con robot này. Hello, đây chính là con bò. Toàn là những cái ảnh từ thế giới bên ngoài không mọi người ạ.
Và đầu những người này không hẳn là một chiếc tivi mà có thể là một chiếc camera. What? Cái gì đây? Lại nữa. Con mẹ này phá nhà người ta. Mình đi qua đây được nè. Một cái kho mà người à. Cái kho này có gì không? Thế là chúng ta đã có được hai bản nhạc rồi. Vai. Lại thêm một tấm ảnh về con bò nữa. Bộ còn con gì khác hay sao mà mấy người chỉ lấy ảnh về con bò thôi vậy? Để buồn cười cái gì á mọi người. Mình quên mất là mình cần phải tìm ba cuốn sổ tay đó. Cái gì, cái biểu tượng nào cơ? What? What? Wow. Thì ra là vậy hả? Ok, tôi đã hiểu. Chú mày này ta hiểu rồi. Đi thôi. Thì ra là nó hả? Để mình xem thử coi. Mình mới để ý luôn. Rồi vào thôi. Có ai không? Nhà của ai ở đây? Không lẽ là nhà của một trong những người bạn của ổng ta? Cái gì kìa, cái gì kìa? Lại cái bản nhạc nữa. Mình đã tìm được ba cái rồi, let's go. Hey. Gì kìa, gì kìa, gì kìa. Một cái cuốn sổ khác. Let's go. Nó cùng logo hả? Rồi. Và những người từ tầng bên trên đó đang ở một nơi gọi là Midtown và đã được điều khiển bởi một cái thế lực nào đó. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu mọi người ơi. Thì ra là sau khi những người này nhận cái thông tin về cái đó đó thì đã kể lại cho Momo, nhưng mà Momo thì nhận ra một cái điều gì đó nên là ông ta quyết định là không có đi theo những người này lên thế giới bên trên á, thế giới bên ngoài á. Ok, tìm những cuốn khác thôi. Bây giờ mình cứ suy nghĩ lại là mấy con robot hồi nãy thực ra không phải từ thế giới bên ngoài đi vô, mà nó là những con robot được sinh ra ở đây và có mong muốn là được ra thế giới bên ngoài vậy thôi. Vậy mà ban đầu mình cứ nghĩ đâu là con người bình thường từ thế giới bên ngoài lạc vào đây và sau đó muốn quay trở lại kiểu vậy á. Ok, bây giờ mình sẽ quan sát thử coi cái cuốn này là hình gì đây. Notebook này, notebook kia. Ok, nói chung biểu tượng logo hết trơn mọi người ạ. Ok, let's go. Rồi giờ chúng ta cần phải ra ngoài và tìm thử coi còn có chỗ biểu tượng nào nữa hay không. Có thể là ở đâu nhờ mọi người, có thể là ở đâu nhờ, chắc là chúng ta còn phải. My, kia rồi, mình thấy được nó rồi, nó đây rồi mọi người. Đây, nhưng mà đi qua kiểu nào đây nhờ? Lego, được rồi. Nó rào lại hết trơn rồi sao vô ta? Ê, không lẽ nào, rồi để xem là mình có thể lượm được cái gì. Mình đâu có lượm được cái gì. Đây rồi, có rồi này. Yes, đi xuống thôi mọi người, đi. Wow, eo, nó dột kìa. Bức tranh gì đâu mọi người, không phải, hình như là một cái màn. No, mày lại phá nữa. Được này. Cái gì nữa, cái gì nữa, cái gì nữa. Quay cái gì nữa, cái gì nữa. Wow. Một cuốn nữa. Tôi có một người gì đó cái tên là bla 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 vậy đó, mình đọc được. Cái gì? Mình nghi á, Zux chính là những cái con bọ chét khổng lồ mà nó đã ăn thịt robot á. Mấy con đó đó. Oh my god. Wow. Cũng thật là xui xẻo khi mà mấy con đó nó lọt vào thế giới này. Đúng là trong đây không có gì thiệt mọi người. Chán thế. Wow. Nếu mình đi bằng đường này thì chúng ta sẽ qua được chỗ mới với ông ta. Có lẽ là không. Mình cần phải nhảy xuống dưới. Nhảy xuống dưới ấy. Ok. Giờ chỉ còn một cái cuốn sổ nữa thôi là hết rồi. Ở đâu nhờ? Quay. Rồi đã. Cái này có tấm bảng như vậy á thì nó khác với cái kia mà. Ok, đây chỉ là một căn nhà khác nữa hay sao á. Rồi có người xem tivi ngoài trời hả? Để coi có phát gì, có phát gì. Đúng rồi. gì đây, thật sự cũng là ba con robot đó. Wow, ok, là đây. Wow, nhiều sách thế nhờ. Căn nhà đặc biệt hơn những căn nhà khác mọi người. Ôi.
đây như là một cái thư viện á, mê cung thư viện luôn mọi người. Gì ở đây? Ôi sao mày khoái làm cái trò này nhờ? Trò này nó rộng như vậy á thì biết đâu là mình sẽ tìm được cái gì đó thú vị. Ồ, cái gì thú vị kìa mọi người. Cái gì đó thú vị kìa. Ồ, chiếc đàn luôn này. Hay. Ồ, đây rồi, let's go. Yeah, mình được bao nhiêu cái rồi? Mới 3 cái à. Mình phải thu thập khoảng 8 cái cơ. Ờ, dĩa nè, dĩa nè. Ôi, tụi robot này tập cách trở nên giống như con người. Quay, cái này hơi đắt rồi nha mọi người, Có một con robot ở đây, đã bị chết rồi. Nó đã đọc rất là nhiều kiến thức về cách để mà trở thành con người, nhưng mà nó vẫn không thể nào trở thành con người. Robot là robot, con người là con người. Hai thứ đó không thể nào trở thành một được. Ê, rất là đắt luôn. Damn. Đúng là cái thứ cảm xúc con người chính là cái thứ mà con robot sẽ không thể nào có được. Vậy đây không phải là cái người outsider gì kia sao? Chắc không phải đâu ha. Kia rồi. Đây. Gì nè. Cái gì nè. Ủa. Trời ơi. Kiếm chỗ ngủ. Không phải lúc đây ngủ đâu mèo. Chúng ta còn phải làm nhiệm vụ nữa. Làm xong đi rồi ta cho mày ngủ. Cái gì kìa. Chúng ta có thể vào cái phòng này. Đây. Cái gì kìa. Oh. Wow. Hả? Quầy. Nó có giấu một cái két sắt đằng sau những cái đống sách á. Uầy, no way. Ờ, chắc chúng ta cần phải lật đống này ra để mà tìm cái két sắt đó thôi. Nó có thể nằm ở đâu? Chúng ta cần phải lục lọi nó. Đúng rồi, quậy lên mèo ơi. Lúc phải quậy rồi. Không lẽ cái này ta? Ồ, đúng rồi. Chỗ nào chắc nhiều sách là biết ngay cái chỗ đó đang giấu két sắt. Ôi ơi. Hay. Rồi, cái chìa khóa ở đây. Dùng thôi. Oh wow. Nó đây rồi. Yes. Oh, một container dock. Ok, những người này đang nghiên cứu cách để mà tiêu diệt cái bọn sắt đó mọi người. Oh. Nó đã tìm ra cách để mà sửa cái transceiver nè. Oh. Ok. À thì lúc đó là ai cũng đang say mê nghiên cứu cách để mà lên mặt đất hết trơn á. Oh wow, mình mới đi là ở đây có nguyên cái tường thành luôn cả mọi người. What? Cái gì kia? Đây rồi, ngã mô mô. Đấy. Yo, cháu quay trở lại rồi đây. Aha. Đúng rồi. Để xem cái cuốn cuối cùng hay sao ta. Của Doc hay gì á. Rồi. Rồi đã hình như là... Quầy. Chắc là mình phải show ra từng cái phải không nhờ. Đúng rồi. Thiệt mà. Ờ chắc nó thiệt mà. What? Oh. Ok. Sửa cái thứ này thôi. Và chúng ta có thể liên lạc được với cái tầng bên trên. Gì đó. Oh. Ok. Ok. Vậy. Không ngờ là ông ta lại giao nhiệm vụ cho con mèo. No. Cái gì đây? Có tòa nào cao cao cơ? Ủa cái đó hả? Uầy. Cái đó sao? Không biết cái tòa nào vậy. Mình thấy cái tòa nào nó cũng... Không phải. Ủa. Uầy, tôi phải làm gì cứ với. Tòa nào mới được? Nó nói tòa đó, nhưng không biết tòa nào cơ. Oh damn. What? À chà.
Không lẽ là cái tòa đang xây á ta? Chúng ta cần phải đi sao cho mà không bị dính mấy con bỏ chét á. Mà có thể meo meo để mà thu hút tụi nó. Nhưng mà không, mình không có làm vậy. Tới đâu rồi? Cái tòa đó phải không ta? Mình thấy xung quanh đây chỉ có mỗi cái tòa đó là đáng chú ý nhất thôi à. Nó kìa, lẹ lên mấy mèo ơi. Oh no. Ê, nó thấp quá, nó khùng ơi. Nó lên được kìa. Go, bỏ chạy ngay. Chết rồi, hay là nhảy xuống. Oh no. Lên, let's go. Lên. Trời. Ok, tụi nó bắt giấu mình rồi. Ở đây nhiều hang ổ bọn nó ghê mọi người. Thì ra là nguyên cái chỗ này bị phong tỏa hết trơn rồi, do tụi nó làm hang ổ ở đây rồi. Cái gì đây? Ok, kỹ năng meo meo không có tác dụng rồi, phải tự tìm đường thôi. Cái gì đây? Nhớ. Đây rồi, đường đi đây rồi mọi người. Let's go. What? Rồi, dẫn mình qua đây. Phải leo lên đây. Hay là mình nhảy lên lại nữa cho nó bật lại bên kia. Đúng rồi. Ôi ơi, mèo thông minh. Cái này nữa. Nữa rồi. Kia rồi, đi rồi. Đây. Lên nữa. Lên. Wow. Cẩn thận nha mèo ơi. Oh my god. Tụi mình đang dần tiến về hang ổ tụi nó. Nhìn bên dưới kìa. Trời, gớm vậy. Nếu ai mà sợ lỗ thì nhìn cái này thôi là té xỉu. Thôi là mình không có sợ lỗ nha mọi người. Oh. Wow. Ê yo. Oh my god. Giờ phải làm sao đây? À, hên quá cho nó bị rào bên kia rồi. Thế là để xem nào. Hắt cửa. Con mèo hắt à? À không, không trời. Wow. Ê. Rồi. Qua wow, đằng kia. Let's go. Ôi. Lên. Ôi không. Tôi nghĩ vậy nó bị hay. Nó bị hay. Kia lại. Damn. Rồi. Mình có thể hắt cửa lại. Để cho nó không có ở bên kia nữa. Hát đi. Rồi chạy. Run for your life. Let's go. Haha. Oh. Sắp tới nơi rồi. Ơi vô. Chắc là không phải đâu ha. Chỉ là trứng thôi chứ không phải là mấy con đó thiệt ha. Xuống thôi. Quay, mình thấy rồi. Let's go. Đi thôi. Ê vô. Mình cứ nghi á là vô chổng càng nhiều hơn nữa. Phải không? Wow. Cái quái gì vậy? Quay. Tiếng nhạc gì? Không ổn rồi. What the hell? Mình qua đằng kia. Oh no way. Thôi phải. Cứ run for your life, cứ chạy đi, đừng suy nghĩ gì hết. Thôi. Đứng đó suy nghĩ là chết thôi chứ. Ôi mê. Trời. Thoát chưa? Không biết thoát hay chưa nữa. Qua đây. Ok, let's go. Nhanh trí vào, nó không là chết. Ở đây có không? Vậy là không có rồi đó. Yeah, hên quá. Phía bên kia có hả? Wow. Ê, nữa này. Ủa, nếu mình mở cửa ra làm gì ta? Hoặc là có thể nó sẽ kích hoạt cái gì đó. Bên trong kia có cái gì kìa. Mình phải vào đó hay sao ta? Ở phía bên đây là cái gì? Nhớ lại. Oh.
Thì ra mấy cái bọt mỏ chét á được làm ra để mà tiêu hủy rác thải, nhưng mà ai giờ đâu bây giờ nó tiêu hủy cả con người, cả robot. Quá hay luôn, đó là một phát minh vĩ đại à. À, mình suy nghĩ là mình có thể dụ bọn nó vào đây. À, nếu như mình mở cửa mình có thể dụ bọn nó vào đây, có lẽ là vậy. À, thử xem sao. Oh wow, trời ơi nó phải cho lại rồi, phải cho lại. Quan trọng là có nhảy vào hay không ta. Ôi nó kìa, nó nhảy vào kìa. Phải làm sao đây? Hay là mình dốc sức chạy vào chỗ kia. Yeah. Hắt. No, tôi bị nhốt cái tay luôn rồi. Đó, go. Rồi xong, chết luôn rồi. Nhỉ. Nhưng mà mình vào đây what? À, ok, mình cứ hắt cửa đi cho chị tán lại ngoài đây nè. Sau đó mình có thể dụ nó qua đây, rồi mình có thể đi bằng đường kia. À trời ơi, hát cửa. Đúng rồi, vậy thôi. Ok, hy vọng tụi nó qua được này. Nó không leo được, nghĩa là mình có thể tận dụng thời gian. Hoặc có thể tụi nó bị kẹt đây luôn, tại vì tụi nó không có cái ván nào để lên hết trơn á. Rồi, let's go. Hay là mình đi xuống mình đóng cửa lại đi cho nó an toàn. Hắt cửa lại. Quay về cái thứ này Dũng làm gì đây? Hả? Ô kia rồi. Tôi thấy rồi. Perfect. Ô lại chúng mày nữa. Ê. Ôi giời. Ui rồi, chạy. Sắp đến nơi rồi, cố lên, sắp đến nơi rồi. Ủa cái gì kia? Eo. Chắc là chúng ta cần phải gạt cái này xuống và biết đâu là có thang máy. Cái thang máy. À. Đây. Ôi không. Rắc rối rồi, chúng ta còn phải câu giờ, sao cho nó. Oh wow. Câu giờ. Câu giờ không phải sao chừng của mình đâu. Go. Con này chế mình hoài à. Go dây. Cố lên. Go. Cố lên. Oh no. Đây rồi. Mở ra đi, mở ra. Ầu. Vào được chưa? Hay là mình chèo lên cái này? Để trên nóc, đúng rồi. Ờ, bên trong. Let's go. Hắc. Ôi, tụi nó này. Dễ thương quá à. Rồi. Hô. Chúng ta thoát khỏi tụi nó rồi. Mở ra đi. Hả? Chúng ta phải đi ra theo một cách của một con mèo, là phải leo trèo chứ không phải là đi ra như một người bình thường được. Ok, để lên anten. Oh, mà phải để lên anten trước còn mới xài được ha. Chỗ này chỗ quay về nè mọi người, nhưng mà chúng ta phải để lên trên anten á. Phía trên đó hay sao á? Không, để đây luôn luôn mà. Cần chi phức tạp. Khỏe ghê á. Damn. Quá đẹp luôn. Toàn là ba cái tổ tổ bỏ chét không.
Ok. Đi về thôi. Ok, thì mình xin kết thúc video này thôi mọi người ạ. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu như các bạn thích video hãy để các bạn cho mình like, một share và đừng quên subscribe cho mình và đừng quên cái chuông cho bắt được kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bữa.